Mami Baby, app thay giáo và chăm sóc trẻ sơ sinh, ứng dụng được Vinh Hạnh lựa chọn bởi Google for Startup. Vâng, xin chào các mẹ. Chào mừng các mẹ đến với một series podcast hết sức mới và bổ ích của Mami Baby. Đây là một series mà Mami Baby sẽ cung cấp cho các mẹ rất là nhiều kiến thức về mang thai, sinh nở, chăm sóc bé, giáo dục sớm, luyện easy, luyện ngủ và nhiều kiến thức khác nữa theo một cách thể hiện mới và sinh động hơn rất là nhiều. Trong hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một chủ đề, đó là những sai lầm phổ biến khi ở cữ mà rất nhiều mẹ mắc phải. Trong số này thì Mami Baby sẽ chia sẻ với các mẹ lời khuyên từ bác sĩ Trí Đoàn, trích từ cuốn sách Để Con Được ốm. Trước khi bắt đầu thì mình xin được tự giới thiệu, mình là Thắng, đến từ app Mami Baby. Nếu mẹ nào chưa cài app Mami Baby thì hãy cài ngay nhé. Mami Baby sẽ giúp mẹ mang thai và nuôi con dễ dàng hơn rất là nhiều. Để cài đặt thì mẹ hãy truy cập website mamibaby.com.vn. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung của podcast hôm nay. Vâng, ở cữ thì có lẽ mẹ nào cũng trải qua sau khi sinh phải không ạ? Tuy nhiên thì ở cữ đến mức độ nào thì không phải là mẹ nào cũng giống nhau. Không biết là có mẹ nào hoàn toàn không ở cữ một chút nào không ạ? Tức là đẻ xong mà bung lụa luôn đấy ạ. Không biết là các mẹ có gặp phải các vấn đề như là sợ gió, sợ lạnh hay là run chân tay như là truyền thuyết nếu như đẻ xong mà không kiêng cữ thì sẽ bị như vậy không? Nếu như mẹ nào không bị thì hãy comment dưới podcast này để chúng ta cùng chia sẻ nhé. Nói về truyền thuyết những sai lầm khi ở cữ thì có rất là nhiều truyền thuyết nổi tiếng. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một số những truyền thuyết phổ biến nhất nhé. Đầu tiên là nút lỗ tai, ủ ấm để tránh cho mẹ bị lạnh sau sinh. Chắc nhiều mẹ sinh xong là ông bà bắt phải lấy bông nút lỗ tai luôn để tránh bị ù tai phải không ạ? Thực tế thì theo chia sẻ của bác sĩ Trí Đoàn, việc này là không cần thiết vì những nơi mà có nhiệt độ nóng như là ở Sài Gòn thì hoàn toàn không cần phải ủ ấm. Còn nếu như mà ở mùa đông miền Bắc thì chắc chắn là ai cũng sẽ cần giữ ấm chứ không riêng gì mẹ bầu phải không ạ? Vì vậy là việc nút lỗ tai hay là ủ ấm cho mẹ bầu là việc không cần thiết. Truyền thuyết này là sai lầm các mẹ nhé. Sai lầm tiếp theo là vấn đề ngồi nhiều gây đau lưng. Bác sĩ Trí Đoàn thì có chia sẻ là về già thì ai cũng sẽ bị đau lưng hết thôi, bởi vì là do khớp bị thoái hóa. Việc mẹ ngồi nhiều sau sinh thì không khiến mẹ bị đau lưng. Hơn nữa thì việc hạn chế vận động vì sợ ảnh hưởng đến vết mổ hay là vết cắt tầng sinh môn thì cũng không nên, bởi vì vận động mới giúp máu lưu thông nhiều đến vết thương, giúp mau lành. Nếu như mẹ nào bị đau sau sinh thì người nhà nên khuyến khích mẹ vận động nhẹ nhàng, đi lại quanh giường, đứng lên ngồi xuống, càng sớm càng tốt. Những bài tập nhẹ nhàng này thì sẽ có thể giúp mẹ mau chóng hòa nhập trở lại với cuộc sống đấy ạ. Tiếp theo là một sai lầm về việc kiêng tắm gội hay là nằm quạt. Chỉ cần nghe đến việc kiêng tắm thôi thì nhiều mẹ đã hốt hoảng rồi phải không ạ? Khi sinh xong thì rất là nhiều mồ hôi rồi bụi bặm rồi cộng thêm cả sản dịch sau sinh, khiến cho mẹ rất là bẩn và ngứa đúng không ạ? Nếu như mà lâu ngày mà không được tắm thì chắc là rất là nhiều mẹ cảm thấy không thể chịu nổi nữa. Truyền thuyết này thì cho rằng là nếu như mà sinh xong mà mẹ tắm rửa, gội đầu hay là nằm ở những nơi mà có gió lùa thì sẽ khiến mẹ bị run tay, yếu người, về già thì dễ bị lạnh. Nhưng mà thực tế thì bác sĩ Trí Đoàn chia sẻ đây là một cái thông tin phản khoa học. Bởi vì sau khi sinh xong thì người mẹ rất là bẩn. Nếu như mà mẹ không tắm mà chỉ lau người thôi thì rất là dễ bị nhiễm khuẩn, có thể lây bệnh cho em bé mới sinh nữa. Còn bình thường thì khi chúng ta về già thì theo quy luật lão hóa thì tay chân chúng ta bị run, người yếu hơn là việc rất là bình thường. Còn những bệnh như là cảm lạnh, sốt hay là thương hàn đều là do cơ thể bị nhiễm khuẩn. Ngoài ra thì mẹ cũng không nên xông hơi thay cho tắm, bởi vì xông hơi thường khiến cơ thể bị nóng, đổ mồ hôi, rất là ngứa ngáy khó chịu. Vậy nên tốt nhất là mẹ nên được tắm rửa càng sớm càng tốt. Việc này sẽ khiến cơ thể mẹ được sạch sẽ, tinh thần thoải mái. Mà nhất là tinh thần thoải mái thì sẽ giúp cho sữa cũng sẽ về nhiều hơn. Cơ thể sạch sẽ thì mẹ sẽ yên tâm để tiếp xúc và cho trẻ bú càng sớm càng tốt. Tiếp theo là sai lầm về việc nằm than. Ở thành phố thì có lẽ là ít mẹ có thói quen này hơn, nhưng mà đặc biệt là ở các vùng nông thôn thì nếu mà sống với ông bà thì chắc là ông bà cũng sẽ duy trì cái thói quen này. Bình thường thì ông bà rất là hay sợ các mẹ bị gió lùa nên là thường cho các mẹ sau sinh là nằm phòng kín. Sau đó thì dùng than để sưởi ấm đúng không ạ? Nhưng mà than khi mà cháy thì sẽ sinh ra khí CO. Đây là một loại khí rất là độc. Khí này thì không chỉ có hại đối với mẹ mà còn có hại đối với bé nữa. Mẹ thì có thể là chỉ bị ngộ độc nhẹ thôi, nhưng mà bé thì sẽ có nguy cơ gây nguy hiểm đến cả tính mạng. Vì vậy là mẹ không nên sử dụng than để sưởi ấm khi mà sinh xong nhé. Tiếp theo là một sai lầm về quấn bụng giảm cân. Cân nặng có lẽ là một trong những điều mà khiến mẹ rất là đau đầu sau sinh đúng không ạ? Các mẹ thì thường truyền tay nhau về việc quấn gen hay là thoa rượu gừng hay là quấn muối vào bụng để giúp giảm mỡ sau sinh đúng không ạ?
Thực ra thì việc này không hề giúp làm giảm mỡ sau sinh các mẹ nhé. Muốn tan mỡ thì mẹ phải tiêu hao năng lượng nhiều hơn bằng cách là tập thể dục kèm theo chế độ dinh dưỡng hợp lý. Sau sinh thì bụng mẹ thường to, đến sau 6 tháng thì tử cung sẽ co lại như kích thước trước khi sinh và những thay đổi nội tiết sẽ giúp cơ thể mẹ trở lại bình thường. Thế nên là việc quấn bụng là hoàn toàn là không cần thiết. Các mẹ đừng tốn tiền mua những dụng cụ quấn bụng vì thực sự là nó không có tác dụng đâu ạ. Tiếp theo là một số sai lầm về ăn uống. Nói đến ăn uống thì chắc chắn là bà bầu nào sau sinh cũng bị ép ăn chân giò đúng không ạ? Đây là một món rất là nổi tiếng, không hiểu vì sao lại có truyền thuyết là ăn chân giò thì giúp sữa về nhiều. Thực ra truyền thuyết này là không đúng. Mẹ sau sinh thì nên ăn uống bình thường theo khẩu vị và sở thích của mình. Thức ăn ngon, sạch, đảm bảo vệ sinh là được. Mẹ cũng nên uống nhiều nước để giúp tạo sữa và có thể uống thêm sữa nữa. Có một số đồ ăn mà mẹ nên tránh, đó là các loại gia vị, ví dụ như là tỏi, tiêu, ớt, hành. Vì các loại thức ăn này có tiết mùi qua sữa. Khi mà bú thì trẻ có thể cảm nhận được cái mùi này và trẻ sẽ không thích hoặc là không chấp nhận sữa mẹ. Mẹ cũng không nên uống cà phê hay là các loại đồ uống có cồn như là rượu, bởi vì là các chất này sẽ tiết qua sữa, khiến cho khi mà bé bú thì bé sẽ bị bứt rứt. Nhiều mẹ còn nghĩ rằng là mẹ nếu mà mẹ ăn đồ tanh thì sẽ khiến trẻ bị đi ngoài, nhưng mà thực tế thì điều này cũng không đúng. Đi ngoài là do khi mà mẹ ăn mẹ đã bị nhiễm vi khuẩn hoặc là siêu vi, thì cơ thể thải siêu vi ra ngoài bằng cách là đi tiêu. Những vi khuẩn này thì không thể xâm nhập qua máu để đi vào sữa, do đó là sữa mẹ hoàn toàn sạch, bé bú vào thì cũng sẽ không bị tiêu chảy. Tuy nhiên nếu như mà đầu vú của mẹ bị bẩn hoặc là tay mẹ dính vi khuẩn sau đó dính vào người, vào miệng bé, thì bé bú trực tiếp thì dễ bị nhiễm khuẩn và từ đó có thể khiến bé bị tiêu chảy. Mầm bệnh này là lây từ việc vệ sinh của mẹ chứ không phải là từ thức ăn đâu ạ. Trên đây là một số những sai lầm rất là phổ biến về việc ở cữ mà đặc biệt là những mẹ mang thai lần đầu rất là hay gặp phải đúng không ạ? Hy vọng là qua podcast này thì các mẹ cũng sẽ có thêm được nhiều những cái thông tin bổ ích cho mình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi podcast này. Nếu như bạn cảm thấy thích podcast này thì hãy để lại cho chúng mình một comment, góp ý hoặc là nhận xét để cho chúng mình cải tiến nội dung của podcast để có được những podcast chất lượng hơn vào những số tới nhé. Để biết thêm nhiều nội dung về thai giáo, mang thai hay là chăm sóc trẻ thì bạn hãy đăng ký kênh Mami Baby để sẽ nhận thêm nhiều những thông tin bổ ích trong thời gian tới nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mẹ.